Dạ thưa chị Bình Vũ, xin chào cô chú anh chị. Em lại tiếp tục có một video túi. Tất cả sản phẩm em đều bao phí vận chuyển. Các cô chú anh chị mình nhớ xem kỹ chút chắc giùm em ha. Và em xin nhận cọc rồi mới đi đơn. Rồi, em đầu tiên là một em foam du lịch canvas phối da mấy anh chị. Màu xanh, này là xanh lá đậm ha. Này là da thật 100% giùm em. To mấy chị. Cái này là mình chỉ xách tay thôi, không có thiết kế dây đeo. Đây, da là dòng da miếng vậy ha. Da là rất là dày. Màu xanh lá đậm. Rồi, ở đây là đây mấy chị da này, mình thấy là miếng da, cái này là nhựa ha, nguyên một tấm da luôn. Có trầy phần quai giùm em, đây nè ha, có trầy trầy nhẹ nhẹ nhưng mà cái màu em này sẽ đều ha. Đây, còn rất là đẹp, da mình rờ nó sẽ mướt tay ha, không có bị khô. Đây cũng có bị một vết trầy như thế này. Viền cũng có bị trầy nhẹ nhẹ. Rồi, có trầy gốc. Đái 5 đinh, trời ơi, nó to nè mấy chị. Ở đây cái phần đái thì da lại còn rất là đẹp luôn. Ồ, 5 cái đinh này là rất to đùng luôn. Em này là sẽ không có ngăn phụ, không có ngăn phụ bên ngoài ha, rộng dữ lắm anh chị, có trầy da, đây có những vết nhẹ nhẹ vậy, nhưng mà cái màu xanh á, thì nó lại đều lắm, đây màu xanh đó này, nó đều hết, cái màu thì nó sẽ không có bị cũ, không xuống màu, khóa cũng còn được nè mấy chị, nè đây nè, thế là cũng còn rất là sáng nha ha, canvas phối da, túi sẽ không có bị nặng, một đầu khóa là cái da này mấy chị, da miếng vậy ha, bên trong. Bên trong em này là không có lót nha mấy anh chị. Ở đây là cái mặt trong của canvas thôi. Nhưng mà nó dày dữ lắm luôn. Ủa, canvas này đẹp lắm luôn dùm em. Có một cái khóa nè mấy chị, khóa YKK. Cái này thì nó nhỏ nhỏ như thế này thôi. Mà dày dặn dữ lắm. Sạch bóng luôn vậy. Dày cứ ngắt luôn. Ủa, em này đẹp lắm mấy anh chị. Ở bên trong là sẽ không có một cái vết dơ này ha. Nhìn thấy ở đây là dơ không mà nhìn đây dễ biết. Đây mình có da này ha. Rồi mới cái găng luôn dùm em bên trong. Ở đây nó có cái miếng điểm đáy vậy ha, có đúng, cái này là điểm đáy rồi, sạch sẽ. Em này là cả 10 bộ mấy chị. Thì đây, cái khóa của em này mấy chị lại là LV đây nè ha, cái khóa này lại là cái khóa zin nha ha nè mấy chị, nhưng mà hình như đó bị mất hết một cái miếng da, nhưng mà là khóa hiệu vậy, nhưng mà ở bên trong em này thì em không có thấy hiệu nha, nó rất là xịn thôi, nhưng mà em không có thấy hiệu, nó dày dữ lắm, em này xịn lắm mấy chị. Nè, nhưng cái khóa này thì lại là không phải là khóa lai nè mấy chị, này là cái bản da vậy ha. Đáng lẽ là có một miếng da người ta sẽ kẹp lại vậy, nó sẽ y như thế này ha, nó bị mất hết một miếng da. 1.900 thôi ha, không có thấy tác hiệu, nhưng mà xịn, em này dữ lắm mấy chị, ôi này đẹp lắm. Ở bên trong là không có một vết dơ, sử dụng như mới dùm em ha. Cao là 24.043, dày 23, em bán 450, mã là 505, 450, mã là 505. Rồi, em này là ở bên trong là mình sử dụng như mới giùm em. Cái canvas em này đẹp dữ lắm, nó dày và nó đã dữ lắm. Em thấy là nó dẻo như vậy ha. Còn ở ngoài là nó hoàn hảo luôn giùm em cái phần canvas nha. Không có bị một cái vết gì nha, mấy chị, đều hết vậy. Nè, đái tuốt cũng không có bị dơ gì hết trơn nha ha. Rồi, ưu điểm là không có nặng mấy chị. Em có mẫu cũng là một em foam du lịch. Màu của nó là màu kem, nhưng em này không phải là da thật, được cái độ mới cao. Ở đây người ta sẽ phối một cái bảng da màu đỏ như vậy ha, màu kem phối màu đỏ. Dây là dây zin, dây là dây dính liền ha. Khóa này mấy chị sáng trắng như vậy, dây sẽ có tăng giảm, bảng dây khoảng 3,5 phân giùm em. Dây là dây bảng to, đeo vai đeo chéo đều được, mới tinh giùm em mấy chị. Nè, dây nè, không có bị đậm nhạt gì hết nha ha. Rồi, tốt gác gì là em cũng không có thấy bị gì hết nha ha, nó đều hết vậy. Nè, không bị đậm túi, không bị trầy khờm gì hết, đồ mới cao luôn vậy, nhưng không phải là da thật. Hai đầu khóa cũng không có ngăn phụ bên ngoài ha. Bên trong em này lót vải dù dùm em, sạch trơn à mấy chị, lót rất là đẹp gọn vậy, lót này đường may này kia, gốc đá thẳng đẹp hết luôn vậy ha. Có hai ngăn, một ngăn to một ngăn nhỏ, không có ngăn khóa kéo mấy chị, lót sẽ không có một vết dơ. Em này mình sử dụng như mới dùm em ha. Rồi, khóa là nhẹ tôm, hai đầu khóa da sẽ nhẹ da như vậy, màu kem, rồi mới tin nè mấy anh chị, 7-8 bộ đồ gì đó. Cao là 35.043, dày 15, em bán 270, mã là 051, 270, mã là 051 ha. Rồi một em foam du lịch, một em màu hồng, em này là du lịch công sở to mấy anh chị. Ở đây là cái dây này là mình có thể đeo vai ngắn thôi, xách tay và đeo vai ngắn thôi. Ở đây người ta sẽ phối hai bảng da, ở đây là cái dòng da xước. Dây là dây zin nha mấy chị nè, ở đây nè là dòng da xước, vừa bên hông coi nó đẹp nè mấy chị. Rồi cái logo coi nó đẹp vậy nè, cái người đàn ông đạp xe đó ha, rất là đẹp luôn. Mấy cái khoen này là nó vàng, nó như mới luôn vậy ha, màu hồng. Rồi cái tát thì nó sẽ có trầy trầy nhẹ nhẹ nhưng mà còn vàng được, cái ở hai bên hông là nó đẹp dữ lắm mấy chị nè. Cái kiểu của nó vậy ha, này cái giống như cái ổ khóa vậy đó, bảng dây to.
Cái này là khoảng 3 phân giùm em, là dây đôi bản dây to. Gốc sẽ có hơi bị đặn đặn gốc nha anh chị. Trầy khờn sẽ không có luôn giùm em, nó sẽ mướt da hết như vậy ha. Rồi đặn gốc thôi mấy anh chị. Mặt trước, mặt sau không có ngăn phụ. Ở đây là mình sẽ có một cái nút bấm miệng thôi. Bên trong rộng lắm mấy anh chị. Bên trong lót vải hãng mấy anh chị, đẹp lắm, màu kem, lót vải dập hiệu. Có một ngăn khóa phụ. Ôi ơi, bên trong nó mới tinh. Một ngăn ngăn này nó ngắn ngắn thôi. Đây cái tác hiệu nó đẹp. Ôi nó trắng bóc rồi mấy anh chị. Vải là vải dập hiệu như vậy nè ha. Rồi đẹp lắm, màu kem. Ở đây là một ngăn, hai ngăn nữa vậy. Một cái nút bấm thôi, một ngăn chính thôi, không có ngăn phụ bên ngoài ha. Rồi, em này cái da nó là đầm tay thôi, không có bị nặng kiểu to nha mấy anh chị. Kiểu đẹp lắm. Ủa mấy cái này là mê nè, vàng ươm luôn. Rồi em này là độ mới 85% dùm em ha. Ở bên trong sạch sẽ mấy anh chị. Cao là 32 ngang 39, dày 13, em bán 350. Mã là 05F, 350 dùm em. Mã là 05F ha. Rồi, cái màu nó sẽ đều màu hết nha mấy anh chị. Em này còn khá là đẹp, cái phụ kiện ha, nó còn vàng luôn vậy, to đùng. Một em màu đỏ cam, em này là hàng Ý. Đây nè mấy chị, hiệu này ha, Anthony Italy. À, xách tay và có thể đeo vai. Em này cái dòng da chất lừ luôn, cái da nó dày nè mấy chị, có giá đẹp như vậy ha. Rồi gốc này mấy chị đậm xíu xíu thôi, gốc này đậm không có được trầy. Ở đây cái mặt trước là còn láng đẹp thì em hiệu nè mấy chị. Ô đẹp da dữ lắm ha, hai mặt da là sẽ không có bị đậm nhạt gì hết. Khóa là có hiệu luôn vậy. Rồi khóa còn rất là đẹp. Ô em này da xịn quá. Có một ngăn khóa phụ mặt trước. Ở đây là có một cái nắp thôi ha. Không có khóa kéo miệng, một cái nút thôi mấy anh chị. Em này là cái size đẹp, gọn gọn xinh xinh. Bên trong, bên trong là lót vải hãng, hai ngăn và một ngăn khóa giữa. Lót vải dù dập hiệu như vậy mấy anh chị. Cái ngăn giữa này cầm nó dày vậy lắm. Tác hiệu miếng tết da, da thật 100% thì mang chỗ nó đẹp nè mấy anh chị. Một khóa phụ. Ngăn này sẽ sâu đến đáy, cặp ý dù im ru à. Một khóa và một cái khóa giữa nha. Ở bên này sẽ không có ngăn. Khóa ngoài hết giùm em ha. Ở bên trong là sạch sẽ. À không mấy chị, cái này là cái ruột thôi ha. Nhà một ngăn chính và cái ruột thôi. Sạch sẽ hết giùm em ha. Rồi có một cái nút bấm lại miệng như vậy ha. Có một ngăn phụ. Sâu đến đáy luôn mấy chị, lót đẹp. Em này có ra nè. Đây mấy chị mình cầm cho nó dày vậy ha. Màu sẽ đều hết giùm em. Cái phần dây quai là sẽ có hơi đậm đậm xíu nha mấy chị. Chỗ cầm nắm sẽ có hơi đậm xíu. Mình nhìn tổng thể thì nó sẽ là một màu đều hết như vậy. Da là chắc đuôi luôn vậy ha. Túi sẽ không có nặng. Rồi em này xịn da lắm. Cao là 20 ngang 25, dày 10 phân. Em bán 370. Mã là 057. 370 mã 057. Màu của nó sẽ như thế này. Đây mấy chị, đỏ cam tí xíu nha ha. Em qua mẫu. Một em Nina Rissi. À, bản dây này là mình đeo vai được giùm em. À, canvas phối da, canvas thì không vấn đề. Ở đây cái phần dây quai nó sẽ có bị trầy khờn da này mấy chị. Nè, da có trầy ở chỗ cầm nắm vậy ha. Nè, có trầy khờn, không đẹp phần dây quai. Gốc cũng vậy nè mấy chị, da nó sẽ có bị trầy khờn cái phần da ha. Rồi canvas thì rất là đẹp, bốn đinh còn rất là sáng luôn vậy. Cái mặt trước thì lại rất là đẹp luôn. Nguyên cái phần này là đẹp hết giùm em nè ha. Nè mấy chị, khuy khóa gì nó vàng ươm dập hiệu hết như vậy. Ồ cái bản da ở chỗ này nó đẹp dữ lắm. Riêng cái phần dây qua đây nè mấy chị, nó cũng có bị trầy trầy đây nè ha. Dây sẽ không đẹp mấy chị, canvas thì sẽ không có bị một cái vết gì luôn vậy ha. Nè, nó đều hết như vậy. Phơm là phơm công sở to mấy chị. Ở bên trong là sẽ có 3 ngăn ha, một đầu khóa. Ở bên trong lót vải hãng, ở bên trong thì lại đẹp dữ lắm luôn, sạch trơn như vậy, lót vải dù màu nâu. Có một ngăn khóa, ở đây là sẽ có hai ngăn nữa. Miếng tết da coi nó đẹp này, nó chỉ cái da đẹp lắm luôn. Bên này sẽ sâu đến đáy dùm em ha. Miếng tết da, tác hiệu có mã cốt luôn vậy. Da là da thật hết nhưng mà sao nó bị trầy khờn hơi bị nhiều cái phần dây quai. Một khóa, đầu khóa là cái khóa IKK và ươm luôn mấy anh chị. Một ngăn, hai ngăn, ngăn này là cái ngăn chính dùm em ha. Đầu khóa này là bản da, đây mấy chị coi nó bạn ươm vậy. Một ngăn thôi mấy chị, ở đây là thêm một ngăn thôi, ở bên này sẽ không có ngăn nha ha. Và sạch sẽ hết luôn mấy chị, thêm một ngăn khóa phụ bên ngoài. Đầu khóa là cái bản da luôn nè, khóa coi nó vàng như vậy. Sau đến đáy luôn giùm em, cũng là cái vải dù đặc hiệu. Cái vải lót thì lại sạch bóng luôn nha, không có bị đậm nhạt gì hết. Rồi, bị lỗi phần da qua giùm em ha. Nè, ở đây là nó đẹp hết luôn ở chỗ này mấy chị, nó sẽ không có bị một vết trầy ha. Miệng túi cũng vậy. Nè, hai bên đều đẹp hết cái phần da ha, chỉ bị cái phần dây quai thôi mấy chị. Với lại cái viền này ha, nó sẽ có sờn sờn như vậy. Một em hàng Pháp xịn lắm mấy chị.
lót đẹp lắm bên trong. Cao là 24 ngang 35, dày 10 phân. Em bán 320, mã là 05L. 320, mã là 05L ha. Rồi, ở dưới này là nó hoàn hảo luôn nha mấy anh chị. Em qua mẫu ha. Một em size nhỏ xinh thôi, túi điện thoại. Rồi em để đẹp da dữ lắm giùm em. Dây là dây bố ha. Rồi điện thoại là thoải mái. Dây này mấy chị coi dây đẹp về nè ha. Đây nè, dây là dây zin nha mấy chị. Ở đây nó sẽ có bị trắng trắng chỗ này quét, nhìn cái da đẹp dữ lắm. Ở đây người ta làm nè mấy chị. Bên hông và miệng gì gốc này là cái bản da là nó sẽ đậm hơn. Nè ha, nó sẽ đậm màu hơn. Ở đây là nhạt hơn nè, hai bên trước sau nó sẽ nhạt hơn. Không phải là bị lỗi da nha mấy chị, nó sẽ đều như vậy ha. Da em này là chất lừ luôn, cái màu này là vàng bò. Cô đẹp lắm mấy anh chị, em này là rất là đẹp luôn, phi khóa là cái màu như vậy. Đây, màu tối như vậy ha. Dây là dây zin giùm em, đánh da nè. Dây bố này là khoảng 3 phân, dây là dây bản to ha. Rồi, ngăn nhiều nè mấy chị, ở đây là mình được hai ngăn nữa nè. Ô khóa nè mấy chị, đầu khóa zin giùm em. Có khóa kéo miệng, ô em này nó xinh dữ lắm mấy anh chị, nhìn nó chất dữ lắm ha. Cái tông màu với lại đi khuy khóa nè, cái màu đó, nhìn bụi lắm. Một khóa kéo miệng. Bên trong là lót vải kaki. Ở đây cái tác hiệu này coi nó đẹp nè mấy anh chị. Mất in the band giùm em ha. Nè, rất là đẹp cái tác hiệu. Có một ngăn khóa. Ở đây là sẽ có một ngăn, có một miếng dán. Mấy ngăn nhỏ để thẻ. Lót ở trong là sạch sẽ luôn. Nó sẽ không có vết dơ, nó mới tinh nè mấy anh chị. Em này đẹp dữ lắm luôn. Một cái khóa nè. Cái ngăn khóa phụ nó cũng rộng luôn. Rồi một ngăn nè, ta đùng như vậy ha. Lót đẹp cực kỳ luôn giùm em. Sạch sẽ luôn. Em này là rất là mới luôn nha mấy anh chị này. Này, rất là rộng bên trong vậy, ngăn nhiều nữa nè. Ồ em này xịn lắm cái da này. Da rất là dày. Ồ em này nó cưng lắm anh chị. Nè, hai ngăn khóa nữa nè. Rồi khóa lướt luôn ha. Rồi sạch nè. Hai ngăn nó vậy sạch bóng luôn, sẽ không có một vết dơ. Ồ em này mình sử dụng hàng ngày. Tiệm cái thứ hai nữa không ra đâu, nó chị xịn lắm luôn và nó chất lừ luôn vậy ha. Kiểu rất là hay luôn, cái màu rất là đẹp. Phối cái dây màu nâu đậm cũng đẹp nữa. Cao là 15 ngang 25, em bán 370, mã là 055. 370 giùm em, mã là 055 ha. Rồi cái size là cái size đẹp luôn nha mấy chị. Size 25 ha, size đẹp của đeo chéo. Một em màu đỏ sẫm, em này là du lịch công sở gì đều được, du lịch gọn thôi mấy chị. Ở đây cái dây nữa nè. Ở đây cái dây, hai dây người ta sẽ quấn thừng lại về chỗ nó đẹp nè mấy chị, nó dày cua luôn vậy, chắc đùi luôn. Khóa nè. Mấy cái khoen này là còn trắng sáng luôn vậy nè, mấy chị rất là sáng luôn vậy. Da gốc đẹp hết giùm em này ha. Da gốc này không bị gì hết nha mấy chị. Nó sẽ đều hết như vậy. Rồi hai mặt da là sẽ không có lỗi da. Không có ngăn phụ luôn. Cái túi là còn sáng trưng luôn mấy chị. Có khóa kéo miệng giùm em ha. Bên trong. Bên trong là lót vải dù. Ở đây em thấy có bị đậm đậm xíu thôi mấy chị. Ít lắm luôn vậy ha. Bóc tác hiệu. Đây tác hiệu da thật 100%. Một ngăn khóa nè. Sau gần đến đáy luôn. Rồi ở bên này là hai ngăn như vậy. Đây vải dừa mấy chị nè, nó có những cái đốm đốm vàng cái xíu này ha. Da chất lừ luôn, cái túi mình cầm nó sẽ chắc tay mấy chị. Một đầu khóa thôi, em này cũng không có ngăn phụ bên ngoài ha. Ở đây là mấy chị nó sẽ hở hai bên vậy ha. Nè, miệng túi sẽ như thế này. Đây có bị trầy đây một vết cái phần miệng túi nha ha. Da là dòng da sẽ là mềm mấy chị, túi sẽ rũ túi nha ha. Được cái là cái màu nó sẽ đều hết như vậy. Trầy khờn ở đây sẽ không có nha mấy chị nè, dọc miệng túi này sẽ không có bị trầy khờn ha. Nó có bị hai vết trên cái gì kéo thôi, sáng trưng cái túi. Rồi em này là 4-5 bộ đồ được mấy anh chị. Cao 26 ngang 37, dày 12, em bán 350, mã 05V, 350 mã là 05V. Da là sẽ không có bị một vết trầy ở mặt trước mặt sau nha mấy chị, nó sẽ đều hết như vậy. Một em màu xanh. À, xanh này là xanh xanh đậu phải không mấy anh chị? Nè, ở đây là logo hiệu ha, Sarabi hàng của Nhật. À, dây là dây zin, chỗ huy khóa em này là mấy chị có đẹp vậy nè ha. Nó như mới luôn, nó vàng và sáng trưng luôn vậy. Kiểu này rất đẹp. Ở đây cái logo cũng vậy nè ha. Logo màu vàng và nó rất là sáng luôn. À, ở đây là da này mấy chị. Ở đây là có một cái nút bấm đây ha. Dây là dây zin, ở đây người ta cũng phối hai màu. Một màu vàng bò và màu xanh. Ồ da là đẹp cực kỳ luôn. Ồ đẹp lắm em này mấy chị. Cái dây này là mình sẽ có tăng giảm. Dây là khóa rời ha. Khóa đây coi nó ngời ngời luôn vậy. Nó mới ken luôn. Rồi size là cái size cưng cưng như thế này mấy chị nè. Hiệu này ha. Một mặt là hiệu, một mặt logo. Không có ngăn phụ bên ngoài. Đây một mặt như vậy. Hai mặt giống nhau giùm em ha. Đây sẽ có một cái nút bấm. Ở đây cái phần da này còn rất là đẹp mấy chị nè. Da ở đây là da một chất lượng luôn. Bên trong là lót vải kaki màu xanh đậm hơn này mấy chị. Ô đẹp lắm ha. Một ngăn, hai ngăn. Ở bên này
tác hiệu Sazabi, một cái khóa khóa là cái bản da luôn nhỉ. Sau đến đáy vải ta kêu dày cui rồi mấy chị, sạch sẽ dùm em nha ha. Lót rất là dày luôn, có lót đẹp lắm mấy chị, cái màu xanh đẹp lắm. Rồi da này mấy chị láng mướt hết như vậy ha. Đây hai cái nút bấm của nó vàng ươm luôn như vậy. Da, cái phần da mọc ở đây, cái quai chỗ này cũng đẹp dữ lắm. Đúng thường ở chỗ này nha ha. Da chất lừ, cái phần mà da màu bò. Rồi dây là dây zin luôn dùm em đó nè, đẹp lắm nha chị. Da da sẽ rất là mỏng, da thôi nhẹ tiều tiều, cái túi tóc đáy không bị gì hết nha mấy chị nè. Ở đây túi là láng mướt hết như vậy. À, ở trên này mình thấy da mấy chị nó sẽ nhăn nhăn da, tại vì nó là dòng da mềm thôi ha, trầy phần sẽ không có nè. Ở đây mình thấy nè, nó sẽ có nhăn nhăn da chỗ này, nó sẽ không thẳng được như cái phần đáy và ở dưới này. Rồi túi rất là nhẹ em, là dễ thương. Rồi cái màu nó đều hết một màu mấy chị, túi còn sáng trưng giùm em ha. Cao 24 nha, 27 dày 10 phân, em bán 330, mã là 905, 330 mã 905, màu xanh đậu. Rồi cái logo coi nó đẹp nè mấy chị nè, nó vàng luôn vậy ha, túi sáng trưng à. Một em phơm cũng là du lịch và công sở đều được mấy chị. À, phối màu đỏ và màu nâu. À, bà con họ hàng với lại Valentino mấy chị. Màu đỏ ở đây là bị một vết cấn nhẹ ha. Gốc sẽ có bị đậm gốc dùm em nè ha. Đậm hai gốc. Da thì lại đẹp dữ lắm. Màu nâu, màu đỏ gì đều đẹp hết. Nè mấy chị, cái logo là cái chữ V vậy ha. Da quai ở phần màu nâu này, coi nó đều hết như vậy. Da sẽ mướt được luôn. Ở đây nè, cái chỗ này nè mấy chị, da nó cũng đều đẹp hết ha. Có một ngăn phụ. À, mặt này cũng có một ngăn nữa vậy. À, đây tết hiệu nè mấy chị, mặt này là mặt trước nè, Valentina mấy chị, Valentina ha. Ô da là rất là đẹp dùm em, cái màu cũng đẹp mấy chị, cái đỏ mà không phải là cái đỏ đỏ tươi nha ha, đỏ cũng là đỏ sẫm, cái màu đỏ rất là dễ sử dụng, trầy khờn da sẽ không có bị đậm gốc nha mấy chị. Bên trong nè, khóa cũng là cái khóa hiệu luôn nè mấy chị, cổ khóa nó xịn dữ lắm. Bên trong, bên trong là lót vải dù, vải hãng này mấy chị, cũng đẹp như vậy nè ha, nè sạch trơn luôn. Ở dù dày cui có tách hiệu dùm em, Valentina ở đây là có bị nhạt nhạt phía dưới mấy chị, thấy được chữ Italy thôi ha. Có một ngăn phụ, ngăn này sâu đến đáy dùm em, nhỏ nhỏ thôi. Một ngăn khóa giữa nè, khóa là cái khóa hiệu cái chữ V này mấy chị, cái khóa nó to đùng luôn. Một ngăn, hai ngăn nữa dùm em, lót đẹp lắm mấy chị, nó sạch bóng luôn vậy ha. Một đầu khóa chính, đầu khóa đồng bộ hết mấy chị, khóa nhẹ dùm em. Rồi một mặt trước này ha, này đầu khóa cũng là khóa hiệu luôn vậy. Một ngăn sâu đến đáy mấy chị, coi vải nó đẹp vậy nè ha. Ở bên này một ngăn nữa nè, em này là khuy khóa gì đẹp hết luôn dùm em, một ngăn sâu rộng luôn. Ôi em này xịn lắm mấy chị, da chất lờn luôn nha. Dây này là mình đeo vai thoải mái luôn mấy chị, cái dây nó sẽ dài ha. Rồi cái màu đỏ phối màu nâu. Cao là 34.37, dày 11, em bán 350, mã là 05E, 350, mã là 05E, màu đẹp lắm nha chị, da là còn mướt hết luôn. Một em phơm công sở, phơm của nó sẽ rất là sang, hàng Nhật nha mấy anh chị, vải giả phối, ở đây là qua dây là da ha, đáy túi là da, da sẽ láng mướt như vậy, quốc viền sẽ không bị gì hết. À, ở đây là màu đen, vàng và xanh này là xanh vịt, ông voi mấy anh chị, chỗ nó đẹp dữ lắm luôn, phơm rất là sang. Ở đây cái dây này là mình xách tay thôi ha. Ở đây là da nó sẽ mướt hết giùm em mấy chị nè, rờ nó mướt rượt và đều một màu, rất là mới luôn. Miệng túi đẹp hết nha mấy chị, không có bị sười giải gì hết trơn nè, gốc cũng vậy ha. Em này là mình sử dụng như mới. Ở bên trong sẽ có ba ngăn, có một khóa kéo ha. Bên trong ba ngăn giùm em ha, một ngăn khóa giữa nè, lót ở trong là cái vải dù nè mấy chị, sạch sẽ luôn vậy ha. Có một ngăn khóa, rồi khóa này mấy chị nó cũng vàng ươm như khóa ngoài ha, nè sử dụng như mới vậy đó. Thêm một ngăn nữa, ở đây là có một ngăn phụ sâu dùm em, sạch trơn rồi mấy chị, em này là rất là mới. Ở bên này sẽ không có ngăn nữa vậy ha. Rồi miệng túi sẽ như thế này, da này mấy chị coi nó bóng mướt như vậy ha, không có bị một vết trầy luôn. Thêm một ngăn khóa phụ, túi nhẹ sâu đến đáy luôn mấy chị, lót vải dù in ru sạch bóng luôn. Bộ em này xinh dữ lắm mấy chị, túi rất là nhẹ luôn vậy ha. Phơm của nó lại đứng phơm mấy chị, vải thì nó đứng phơm được vậy, nghe nó dày nè mấy chị, đẹp lắm, cái màu quá đẹp luôn. Cao 26 ngang 30, dày 14, em bán 350, mã 05B, 350, mã là 05B. Rồi em tiếp tục. Một em cũng là hàng Nhật, cái này là mình chỉ xách tay thôi mấy chị, cái dây này không đeo được dùm em ha. Màu đen, ở đây là dòng da bò láng, hai phân mướt rượt da luôn, và em này là còn tắt giấy luôn nè mấy chị, sử dụng như mới, tách hiệu vậy.
Được nhiều ngăn nữa nè ha, hai ngăn khóa nhỏ lớn đây, một ngăn phụ nữa, hình như nó sẽ có vài vết nâu nâu xíu nè chị nè, một vết ở đây, một vết này ha, nhìn kỹ mới thấy coi nha ha, rất là mới luôn, phơm là phơm đứng, gốc sẽ có hơi nè nó chị, nó chạy chạy gốc một tí xíu nha ha, nhưng mà em này đẹp lắm và cái túi sẽ rất là nhẹ luôn vậy. Bên trong là có một cái nút bấm miệng, bên trong lót vải giùm em ha. Ở đây là một ngăn to, một ngăn nhỏ. Cái ngăn nhỏ này nó rất là rộng vậy, đó là người ta làm cái phần hông này ha. Ở bên này là có một ngăn khóa, khóa IKK màu đen. Ồ nó mới nè mấy chị coi nè, sáng bóng luôn vậy. Một ngăn khóa ngăn này sâu rộng luôn, tách hiệu in the band nè mấy chị nè, còn rất là đẹp luôn ha. Miếng da, một cái nút bấm thôi. À ở đây nó sẽ có một cái này nè mấy chị, đây một cái ngăn như vậy nè. Đây cái này là để gì, để cái gì đây nè, nó to to vậy ha, một cái nút bấm miệng thôi. Rồi đem mấy chị coi da nè, nó mướt hết như vậy, không có bị một cái trầy cái phần nắp luôn. Hai đầu khóa nữa nè, khóa là cái khóa IKK hết. Sâu đến đáy mấy chị, lót rồi nè, lót phải không có một vết dơ, nó mới tinh luôn vậy ha. Hai ngăn đều sâu đến đáy, trời khóa nó ngon dữ lắm. Rồi em này là đi làm công sở đựng được nhiều đồ lắm. Một ngăn này mấy chị, ngăn này thì nó nhỏ nhỏ vậy thôi ha. Túi nhẹ tiều tiều luôn dùm em. Đây mấy chị cái mẫu nó vậy, trời nó đẹp lắm, rất là nhẹ luôn, và cái size là cái size dễ sử dụng, cao 32 ngang 30, em bán là 307 mã 805, 307 mã 805, đẹp lắm em này, và nó lạ mấy anh chị. Một em nhỏ xinh phơm hộp như thế này, màu nó là cái màu màu cà phê sữa mấy anh chị. Phối ở đây dây quai là cái màu nâu đậm, dây là dây zin nha mấy chị, dây là dây dù. Rồi màu vàng như thế này là mới ken luôn nha mấy chị. Dây là dây bản to, khóa là khóa rời ha, khóa là còn vàng đẹp như vậy. Bản dây này là khoảng 4,5 mấy chị, hình cô gái như vậy ha. Rồi độ mới cao dùm em, gốc gác không bị gì hết nè ha. Đấy là 4 đinh, da là sẽ không có bị một vết cày khuy khóa gì, là vàng ươm luôn vậy. Dây quay ở đây cũng mướt được. Rồi mới ken à mấy chị, rộng ngăn nữa vậy, hai đầu khóa thêm một cái ngăn khóa phụ. Trời ơi, em này nó dễ thương và nó mới thật là mới giùm em luôn nè, không có bị một vết gì nha mấy anh chị, khuy khóa gì nè, gốc gì không bị một vết trầy gì hết trơn. Đồ mới cao, hai đầu khóa là cái bảng da màu nâu đậm như vậy ha, khóa là khóa zin hết giùm em, cái túi còn sáng ngời ngời luôn mấy anh chị. Hai đầu khóa bên trong, bên trong là lót vải xương cá như vậy mấy anh chị. Một ngăn khóa phụ nhỏ nhỏ thôi, sau chưa đúng đáy ha, cái ngăn thì sẽ rất là rộng. Một ngăn bên này là một ngăn nữa, có một cái ngăn nhỏ nhỏ, lót phải sạch trơn nữa chị. Hai đầu khóa, một ngăn phụ, sau chưa đến đáy mới chị. Rồi lót không có vết dơ giùm em ha, em này là phơm sẽ đẹp phơm luôn vậy, độ mới như mới giùm em ha, rất là dễ thương mấy anh chị, tông màu tây lắm. Cao là 17 ngang 22, dày 8.5, em bán 307, mã là 059, 307 mã 059, em này là có thể làm quà tặng được nha mấy anh chị ha, mới ken luôn vậy, xinh lắm. Một em phơm công sở phối hai màu, ở dưới này hình như là cái màu nhớt mấy chị, không phải là đen tuyền ha, logo hiệu rồi còn rất là sáng vậy, khóa cũng là cái khóa hiệu vậy ha, mình chỉ xách tay thôi, phơm công sở độ mới cao dùm em. Cái này không phải là da mấy chị, cái chất liệu gì đó mầm rào cái này, nó mướt rượt như vậy hết. Cũng không phải là dù, em không biết chính xác là gì, nhưng mà được cái là nó rất là mới luôn vậy. Ồ nó đều nè mấy chị coi, nó đẹp nè ha. Cái phơm rất là sang luôn vậy, mới tinh luôn dùm em ha. Có một ngăn khóa phụ nè, đầu khóa là cái bảng da, trên này là da thật nha mấy chị nè, là da thật mướt mát hết luôn vậy. Có một đầu khóa chính nè, đầu khóa hiệu như vậy, gốc này mấy chị sẽ không bị gì hết nha, không bị trầy khòm. Em này là sử dụng ở ngoài là em thấy là như mới vậy ha. Bên trong, bên trong là lót da bi u màu nâu, láng bóng sạch sẽ và rất là rộng. Rồi, đã dữ lắm mấy chị, ở trong nó gọn gàng ha. Coi cái tót nó đẹp nè mấy chị, nó vàng ươm luôn vậy ha. Có một ngăn khóa, ở trong này lại là cái màu hồng, coi nó mới nè mấy chị. Cái này là vải hay màu hồng, sâu, sâu đến đáy luôn vậy. Ở bên trong em bị đã dữ lắm, lót mấy chị coi đường may này kia nè, nó gọn hết cái phần đáy túi ha. Một đầu khóa, một ngăn phụ, túi nhẹ dữ lắm, màu hồng mấy chị, sau 2/3 túi thôi nè, coi nè, nó sẽ không có vết dơ. Ôi em này nó dễ thương lắm, túi nhẹ tiều tiều luôn vậy, mình chỉ xách tay thôi, có thể làm quà tặng được luôn mấy chị, nó không có bị một vết gì luôn ha. Đồ mới sẽ rất là cao, có tách hiệu luôn, xịn lắm.
cao 27 ngang 31 dày 11, em bán là 320, mã là 05W. 320, mã là 05W. Em qua mẫu, một em màu vàng, túi điện thoại mấy chị, size nhỏ xinh như vậy, trời ơi nó đẹp dữ lắm. Bản dây này là một phân yếu thôi, dây này là dài ha, cái dây này là mình đeo chéo, không có tăng giảm bằng cách cột thôi. Cái dây này em thấy là hơi dài ha. Rồi khóa này mấy chị, khóa nó cái màu nó tối tối như thế này ha. Dây là dây zin giùm em này rất là cưng luôn vậy, kiểu nó này mấy chị, giống giống cái kiểu của hàng Mỹ Rebecca Kho, rất là giống luôn vậy ha. Rồi gót này mấy chị có hơi đậm đậm gót xíu xíu thôi nha ha, nhưng mà em này xinh lắm và cái da này nó chất dữ lắm luôn nè, cái da đã lắm luôn. Rồi nó sẽ đều hết giùm em, rất là mới nha mấy chị, đều một màu, em này dễ thương dữ lắm. Gót có hơi đậm đậm xíu giùm em thôi ha, ở trên này còn rất là đẹp luôn, đều hết như vậy. Có một ngăn khóa phụ, điện thoại dĩ nhiên là sẽ được ha. Rồi một đầu khóa chính, bên trong, bên trong là lớp vải kaki màu đen giùm em, vải dày mấy chị, miếng cách da. Có một ngăn khóa, cái ngăn này nó sẽ nhỏ nhỏ thôi, sâu đến đá nhưng mà nhỏ thôi, vừa bằng tay mình thôi ha. Rồi đầu khóa là cái bản da luôn vậy. Hai cái điện thoại vẫn được nha mấy chị, ở bên trong nó rộng. Rồi một ngăn phụ sâu đến đáy luôn, lót đẹp nha mấy chị, lót vải dày cui và sạch bóng luôn vậy. Em này nó rất là cưng, phơm sẽ là cái phơm mỏng thôi vậy ha. Nè mấy chị, ồ rất là cưng luôn vậy, nhẹ tiều tiều luôn. Em này cái size đó dễ thương lắm mấy chị, size 19, tất cả các dòng điện thoại đều được giùm em. Cao 16, 5, ngang 19, em bán 320, mã 056, 320, mã là 056. Rồi màu đẹp lắm mấy chị, một em màu màu bò mấy chị, phối dây quai là cái màu nâu đậm ha. Ở đây phụ kiện coi, trời ơi nó còn sáng trưng giùm em nè mấy chị nè, sáng ngời ngời luôn vậy ha. Dây quai ở đây là cứng khừ luôn nha, dây này rất là dày da mấy chị, chỗ cái da này đẹp dữ lắm. À mình chỉ sắt tay thôi nha ha. À phơm công sở du lịch đều được, gọn mấy chị. Cái dòng da của nó nè, nó sẽ có cái vân nè mấy chị nè, cái vân vậy nè, này nó có những cái đường đậm đậm vậy ha, là cái vân da, chứ em thấy là không phải là bị dơ bị cũ nha ha. Nó sẽ đều hết cái túi như vậy, gót thì sẽ có bị đậm thì có, đây nè em chị nè, bị đậm gót hơi bị nhiều chỗ này ha. Rồi bị đậm bốn gót, bốn cái đinh thì lại còn rất là sáng luôn vậy, đáy túi cũng có vài vết đậm đậm. Một mặt, mặt này sẽ có một ngăn khóa phụ ha, ở đây cái dây quai là nó đã dữ lắm, cái phần dây quai này là mình rờ nè, coi đã nó mút nè mấy chị, nó bóng lưỡng và nó mút được luôn. Bản dây ở đây nhỏ nhất là khoảng 2,5 phân, ở dưới này to ha. Rồi có một ngăn khóa phụ, phơm sẽ đẹp phơm luôn vậy, cái da này mình rỡ đã dữ lắm mấy chị, nó mềm nhưng mình rỡ nó đã tay, nó mịn dữ lắm. Có khóa kéo miệng mấy chị, đầu khóa là khóa hiệu luôn vậy ha. Bên trong, bên trong lót vải dù màu nâu sạch sẽ mấy chị, lót này rất là gọn gàng ha. Có một ngăn khóa phụ, đầu khóa cũng là cái khóa hiệu con nó mới tinh vậy ha. À cái dây kéo lại là cái màu trắng, màu trắng vải dù sâu chưa đến đó mấy chị, chỉ có một ngăn khóa phụ thôi, ở bên trong là sạch bóng luôn giùm em này ha. Này đầu khóa này mấy chị là khóa hiệu con nó mới tinh như vậy, hàng Ý nha mấy chị, Italy nè. Ở đây là hiệu, một mặt là hiệu, một mặt là Italy, để em coi cái hiệu gì đây, Palio mấy chị. Rồi em này xịn, hàng Ý xịn sò luôn giùm em. Ở trong thì mình không có thấy tác hiệu nha, đầu khóa là đầu khóa hiệu hết, về đồng bộ hết. Một ngăn sau đến đáy mấy chị, vải màu nâu. Mấy cái khóa của em này coi nè mấy chị, coi nó sáng đẹp như vậy nè ha. Và cái khóa nó lạ lạ, nó nhọn, da thì lại rất là nhẹ mấy chị, nhẹ tiều tiều luôn vậy nha ha. Cái phần dây màu nâu này, cái dòng da nó sẽ dày, ở dưới này là cái dòng da nó sẽ mỏng hơn. Rồi túi là rất là nhẹ, đây phơm nó sẽ đẹp phơm luôn thế này. Ô xịn lắm mấy chị. Cao là 24, ngang miệng 42, ngang đáy 32, dày 13. Em bán 350, mã 05Q. 350, mã là 05Q. Em này là màu nâu tây hiệu của Mỹ. À, phơm của em này là mình xách tay và có thể đeo vai, phơm sẽ đẹp phơm này mấy chị, coi đẹp vậy ha. Rồi hiệu của Mỹ, đây hiệu dập ở đây ha. À, Cosinelli gì đó. Ở đây cái da này mấy chị, dây qua người ta sẽ phối thêm một cọng dây dù màu kem. Cái màu kem nó còn trắng tươi giùm em luôn vậy ha, nó sạch bóng luôn vậy. Ồ đây cái dây đẹp lắm mấy chị. À ở trong này là cái màu nâu ha. Cái dây người ta sẽ phối là cái màu nâu đậm ở ngoài ha, và ở trong là cái màu kem. Ồ nó sáng trưng rồi mấy chị, khuy khóa của em này là cái màu nó vậy tối ha. Ồ em này nó mới dữ lắm mấy chị. Nè gấp viền thì em thấy là nhẹ có xíu thôi nha ha. Đáy thì thẳng da. Ồ em này là cái phơm nó sẽ xinh lắm, phơm nó sẽ rất là gọn phơm như thế này ha. À, không có ngăn phụ bên mặt sau, ở đây là mặt trước có hai cái ngăn nhỏ nhỏ như thế này ha. Em nghĩ kiểu đẹp lắm anh chị. Bên trong một đầu khóa,
Bên trong lót vải hãng giùm em, trụ nó đẹp nè mấy chị, lót vải sạch trơn luôn, màu nâu đặc hiệu vậy ha. Có một ngăn khóa, nó tắt hiệu này, cái màu nó tối tối như thế này. Một ngăn khóa có IKK màu nâu. Ngăn này sẽ sâu mấy chị nè, rộng như vậy ha. Lót vải dù dày cui dễ hãng. Ở bên này là sẽ có một cái miếng da, một cái túi mấy chị nè, có da, da chất lừ giùm em. Em này cái mẫu nó là như thế này nha mấy chị, thấy trong ngoài nó như nhau ha, rất là láng mướt luôn. Rồi độ mới cao giùm em nè mấy chị, lót ở bên trong là em thấy là nó sẽ không có vết dơ gì luôn, rộng rãi như thế này ha. Quần áo em này thì có thể là mình đi một ngày mấy chị, hai bộ đồ và linh tinh lặt vặt. Cái form rất là đẹp, form luôn vậy, form rất là tay mấy chị nè, đeo vai được giùm em ha, phối màu đẹp vô cùng luôn. Ở đây là sẽ có một cái gì đây, à đây mấy chị, cái khóa nó sẽ gài vô vậy. Ôi đẹp ghê ha, nè coi khóa nè, một cái khóa. À ở đây là cái miếng da này mấy chị, là da lộn bên trong ha. Ở trong này cũng vậy, là nguyên một cái tấm da, trời ơi nó xịn nè mấy chị, coi da này, da rất là đẹp luôn vậy, nó sạch trơn giùm em ha. Rồi đây sẽ gài lại như vậy, rồi chắc là rồi mấy chị. Ôi đẹp lắm anh này, cái kiểu nha mấy chị, ôi đeo vai hay dữ lắm, nó rất là tay luôn giùm em. Phơm đẹp, phối màu cũng đẹp nữa. Cao 20 ngang 31, dày 13. Em bán 350, mã 05M, 350, mã 05M. Mã 05M hiệu của Mỹ nha mấy chị. Đây cái màu nó vậy, nó sẽ đều một màu giùm em. Em này là rất là mới nha mấy chị. Cái màu nó nhìn nó tây như thế này thôi chứ nó rất là mới. Một em nhỏ xinh mấy chị, túi điện thoại giùm em ha. Có hai đầu khóa miệng như vậy. Ồ, rất là sáng. Bản dây này là 1,5 phân giùm em, có tăng giảm ha. À ở đây là mình sẽ có một cái dây này, mình có thể sử dụng như một cái cà lết cầm tay ha, bỏ cái dây ra. Rồi đây mấy chị, rất là sáng khuy khóa gì nè, đẹp hết giùm em. Da là sẽ mướt hết, không bị trầy khờn nè, em thấy là nó sẽ đều hết như vậy ha. Rồi đầu khóa là bằng vàng luôn vậy, không có ngăn phụ, hai đầu khóa chính như thế này, size cưng dữ lắm mấy chị, và dĩ nhiên là vừa điện thoại. Đầu khóa là cái bản da luôn, da thật 100% giùm em này ha. Bên trong lót vải dù mấy chị, sạch trơn vậy ha. Rồi có một ngăn khóa phụ, khóa nhẹ sau bên đáy giùm em. Ở bên này là một ngăn nữa, có một cái ngăn nhỏ nữa vậy, lót đẹp thì em sạch trơn và in ru mấy chị. Ôi em này là rất là dễ thương, size này hiếm mấy chị ơi nè, được hai ngăn nữa vậy nữa ha. Rồi cưng nhiều lắm, da không có bị một vết trầy hết, mướt rượt hết giùm em. Cao là 11 ngang 20, dày 3.5. À, em bán là 300, mã là 054, 300, mã là 054, da thật độ mới cao giùm em ha. Một em hến du lịch mấy anh chị, à, màu nó là màu nâu đất, em này là mình chỉ xách tay thôi, độ mới cao ha, rất là mới luôn, da là dày cua chất đuổi luôn. Lúc này mấy anh chị sẽ không bị gì hết nè, không bị trầy phận đẫm nhẹp gì hết, một màu đều hết giùm em ha, có một ngăn phụ. Rồi ở đây là sẽ có một ngăn có cái nắp như vậy, nè gót nè mấy chị, gót đáy gì nó đều hết, sử dụng như mới nha mấy chị. Đây là cứng ngắt luôn vậy, dày cui và cứng ngắt luôn. Rồi một màu đều hết này, khoen khóa vàng ươm luôn vậy. Trời ơi nãy đẹp dữ lắm, rất là mới luôn mấy anh chị. Hoàn hảo bên ngoài vậy ha, không có bị một vết trầy, không bị một vết đậm giùm em, đều hết một màu luôn. Một đầu khóa, đầu khóa là bản da, khóa nhẹ. Bên trong lót nhung mấy anh chị, màu nâu sạch bóng luôn vậy. Và cái nhung này nó dày dữ lắm ha. Có một ngăn khóa, khóa là cái khóa giọt nước màu đen. Sâu giùm em mấy anh chị, ngăn tủ sâu rộng ha. Rồi chỉ có một cái khóa kéo như vậy. Quần áo em này 5-6 bộ đồ gì, em thấy là rất là rộng bên trong. Và cái form thì lại gọn dữ. Một đầu khóa khóa lướt luôn. Một ngăn nữa vậy, một cái nắp như nhung như vậy ha. Rồi cái ngăn này sẽ có bên hông một ngăn khóa phụ, khóa là cái khóa dấu ha, là bản da luôn. Ngăn này sau chưa đến đáy mấy chị, cũng là cái nhung ha, sau chừng đến vậy thôi. Khóa dấu. Ở em này là dòng da sẽ chất lừ luôn mấy chị, da là dày da nhưng túi không nặng nha mấy chị, phơm sẽ đứng phơm luôn vậy. Ở đây người ta làm mấy chỗ này nó dày dặn như vậy ha, rồi nó mướt hết giùm em mấy chị. Miệng túi nè, nó cũng không có bị một vết trầy hết trơn này ha. Khóa là cái khóa IKK này, ở ngoài là cái bản da. Rồi độ mới cao em này sử dụng xách tay thôi nha mấy chị, như mới ha. Cao là 26 ngang 40, dày 13. Em bán 400, mã là 050, 400, mã là 050. Em này là như mới, em qua mẫu. Một em cũng là cái form du lịch gọn mấy chị, màu đen, dòng da sẽ chất lừ luôn, xách tay thôi, không thiết kế dây đeo. Da này coi nó mướt nè mấy chị, coi đẹp nè. Ồ nó mướt rượt luôn như vậy, bóng lưỡng luôn ha. Gót đẹp nha mấy chị, gót trầy phần rất là ít luôn, đáy là 5 đinh như vậy. Da mấy chị coi nó dày ha. Nè em thấy nè, ở đây nè, miếng thích dài ha nè, rất là dày luôn.
Quy khóa vàng giùm em không phải là mới ken sáng trưng nha ha. Cái khóa nó sẽ có mờ mờ như vậy, khóa đồng. Không có ngăn phụ bên ngoài giùm em. Da là rất là xịn da mấy chị. Cái túi này mình xài nó sẽ rất là bền ha. Hai đầu khóa sẽ rất là sâu như vậy mấy chị. Nè, da vậy nè ha. Rồi hai đầu khóa bên trong. Bên trong lớp vải màu vàng bò, cái vải nó rất là dày luôn mấy chị, cái vải kaki nó dày và nó sạch trơn luôn vậy, đáy túi thẳng ba ăn luôn, đỉnh đáy rồi mấy chị, trời ơi, đẹp kỳ lắm em này ha. Em này nó xịn dữ lắm mấy chị, khóa kéo sâu như thế này, một ngăn khóa phụ, khóa là còn rất là sẵn, sâu giùm em ha, một ngăn hai ngăn nữa, không có vết dơ nha mấy chị. Nè, một màu vàng đều, đâu em này nó mới dữ lắm mấy chị. Ở bên trong là em thấy là giống như chưa sử dụng, nó sạch trơn luôn vậy, đầm tay thôi, không có bị nặng trĩu nha mấy anh chị. Rồi phơm sẽ đẹp, phơm như vậy đây mấy chị, mình nhìn dòng da này giống mấy cái dòng da mà của Hàn Quốc á, giống như mấy cái hiệu của Einer, nó chất lừ như vậy ha. Ở đây cái tết hiệu nó, cái chữ nó hơi bị khó nhìn, em sẽ ghi sao đây, nó dày da vậy, nó dẻo da ha. Ồ em này xịn lắm, xài biết nào hư này mấy chị, cái da nó sẽ rất là bền dòng da này. Cao là 24, ngang 34, dày 15, em bán là 380, mã là 052, 380 mã là 052 ha. Em qua mẫu. Một em màu nâu size là nhỏ xinh, màu nâu đậm mấy chị. Đây, tác hiệu ha. Ở đây là có trầy khòm nhẹ, có khóa nha mấy chị nè. Mình có thể khóa ổ như vậy ha. Xách tay thôi, dòng da sẽ chất lừ. Em này là còn rất là đẹp da mấy chị. Nè mình thấy là gốc này nó sẽ không có bị đậm nhẹ, không bị trầy khòm. Nó đều hết cái túi như vậy. Cái dòng da thì nó sẽ có nhăn nhăn da như vậy đó mấy chị. Cái da lạ lạ vậy ha. Nó vậy cu luôn vậy ha. Rồi đáy bốn đinh là mình thấy bốn cái đinh là mấy chị nó còn rất là vàng sáng như vậy. Em này là rất là mới giùm em, cái dòng da của người ta vậy ha. Rồi xách tay thôi mấy chị, phơm nhỏ gọn xinh như thế này, dòng da chất lượng nha ha. Một màu đều giùm em ha. Trầy khờn là mình sẽ không thấy luôn nha mấy chị, đều hết cái túi như vậy. Đây nhìn cái chỗ này, coi nè, dày cua như vậy ha. Ở đây là còn vàng sáng giùm em cái phen ở trong này ha. Không có ngăn phụ bên ngoài, có một cái khóa có trầy, không bị trớt màu ha. Rồi cái khóa mở ra vậy. Bên trong là ba ngăn giùm em mấy chị, lớp vải màu xanh tươi rói và kaki sạch trơn luôn mấy chị. Có một ngăn khóa giữa, ở đây là một ngăn nè, đầu khóa là cái bảng da nó cứng nhắc luôn vậy. Tác hiệu này mấy chị còn vàng sáng, em này còn rất là mới luôn vậy ha. Có khóa nó xịn lắm. Một ngăn sau đến đáy giùm em, vải dày cui à. Một ngăn khóa giữa, ở đây là một ngăn, hai ngăn nữa vậy ha, lớp màu xanh tươi. Không có khóa kéo miệng chính mấy chị, một nút bấm lại như vậy ha. Một cái khóa gài lại như vậy thôi. Khóa được nha mấy chị, khóa ổ được nha ha. Rồi dòng da là sẽ chắc tay nặng tay ha. Đây nó chất lừ, cái dòng da mấy chị nó dày da dữ lắm nha ha. Phơm là sẽ đẹp phơm như thế này, da là rất là bền da mấy chị. Cao 18, ngang miệng 25, ngang đáy 32, dày 10 phân. Em bán là 370, mã là 05Y mấy chị. 370 mã 05Y ha. Cái màu của em này là mình thấy là nó sẽ đều hết một màu giùm em. Dây qua nữa chị có nó mướt rồi. Cầu ô da nó đã dữ lắm luôn vậy, mướt rượt luôn. Em qua mẫu. Một em màu xanh đen, da dập vân, da trăng, da rắn mấy chị. Bản dây này là mình đeo chéo nha ha. Bản dây là 1,5 phân. Cái dây của em này mấy chị nó bị xấu chỗ cái đường viền keo, nó sẽ bị răng hết như vậy. Hai bên nó bị răng, mình rờ nó nhám tay. Đây nó sẽ có tróc tróc cái viền keo luôn vậy ha. Cái dây sẽ bị xấu cái viền thôi, cái da không vấn đề. Cái da nó sẽ đều hết như vậy ha. Nó bị xấu hai cái bên hông vậy. Dây là đeo chéo giùm em ha. Túi thì không vấn đề. Cái da nó sẽ đều hết một màu giùm em. Gốc này mấy chị nó sẽ không có bị gì hết trơn nha ha. Quá wow, trời nó rộng luôn vậy nè, mình nhìn thấy nó bốn lưỡng và nó đều một màu luôn, chỉ có bị cái dây thôi mấy chị. Nè ở đây là mặt sau ha, ngăn nhiều lắm, một ngăn khóa này ha. Ở đây là sẽ có một cái nút như vậy, cái này nó nhỏ nhỏ thôi. Bên trong, bên trong là lót vải cùng tông là vải kaki nè mấy chị, coi nó đẹp vậy nè ha. Nè đường may nè, miếng túi rất là đẹp luôn. Đây nè mấy chị, nó sáng ngời ngời luôn. Ở đây với lại ở ngoài này mình không có thấy sự khác biệt mấy chị, cái này là còn rất là đẹp nha ha. Một ngăn nè. Ở đây là có tác hiệu, có một ngăn khóa nhỏ, đầu khóa là cái bảng da luôn. Rồi sâu giùm em sâu đúng đáy luôn, có tác hiệu để em đi sau để mấy chị hơi khó thấy nha ha. Rồi một ngăn, ở đây là một ngăn rộng, đây một ngăn như vậy. Mấy ngăn này sẽ không có ngăn phụ ha. Ba ngăn to đùng luôn, còn thêm được một cái khóa bên ngoài nữa. Rồi gài lại vậy sát do nha mấy chị nè, ở đây là còn rất là sáng. Một khóa nữa nên mấy chị lót qua sạch đẹp như vậy nè ha. Một ngăn này đã rất là rộng rồi. À bên hông này mấy chị là dòng da miếng nè, mình thấy nè, ở bên hông này là một miếng da vậy. Trời ơi xịn dữ lắm mấy chị, và nó sạch bóng luôn giùm em ha. Rộng quá trời luôn. Bị xấu cái dây thôi mấy chị.
mình có thể là thế một cái cọng dây xích cũng được mấy chị, bỏ cọng dây này ra mình đeo dây xích cũng được ha. Nếu mà da thì sẽ khó tìm cái màu da này, nhưng mà dây xích thì thế được ha. Rồi bị xấu cái dây cao 17 ngang 23 em bán 250, mã 705, 250 mã 705. Cái túi thì lại còn rất là đẹp luôn, nó đều hết và ở bên trong là sạch bóng luôn giùm em ha. Em qua mẫu một em size nhỏ nhỏ xinh xinh, form nó là cái form đứng Arsenal mấy chị. Đây hiệu này ha, ở đây người ta sẽ thêu trên da, chỗ cái chỗ này nó đẹp dữ lắm giùm em, cái tông nó đẹp lắm, cái tông màu ha. À hình cá hả, cái dây này là mình đeo chéo nha mấy chị, da là sẽ mướt hết giùm em, cái da nó sẽ đã dữ lắm luôn ha. Ở đây là cái dây nó tròn, đeo chéo nha mấy chị, không có tăng giảm được nha ha. Đây nè, tua đôi da như vậy. Rồi da là không có bị trầy phần một vết gì luôn. Cái đen này giống như là nhớt, mà nhớt thì đúng hơn mấy chị, không phải là cái dòng đen tuyền nha ha. Có một cái nút bấm, không có ngăn phụ bên ngoài. Coi cái hình thiêu đẹp lắm. À không khóa kéo mấy chị, khóa là cái khóa hiệu luôn vậy. Coi khóa coi đẹp nè. Một đầu khóa, bên trong lớp vải hãng đẹp lắm giùm em mấy chị nè, sạch sẽ hết vậy ha. Có tác hiệu, có một ngăn khóa, khóa là cái khóa giọt nước. Ngăn này sâu đến đáy luôn. Ồ lớp vải đẹp lắm, mới tinh giùm em luôn vậy ha. Nè, đây, con xin nộp. Rồi một ngăn khóa phụ vậy thôi mấy chị. Ngăn sẽ rộng rãi như thế này ha, và sạch bóng luôn giùm em nè. Ôi mẹ nó mới dữ lắm luôn. Đầu khóa đây nè mấy chị, coi nó to và nó sáng như vậy ha. Rồi chỉ một ngăn như vậy thôi mấy chị, cần dòng da coi nó dẻo vậy. Ô da đẹp dữ lắm. Mình thấy cái độ bóng của da này, này nó bóng ngời luôn, túi rất là nhẹ giùm em ha. Rồi em này là hoàn hảo mấy chị, đẹp lắm. Cao là 25, ngang là 22. Mà em bán là 330, mã là 053. 330, mã là 053 ha, độ mới cao. Em qua mẫu. Một em màu vàng size là size nhỏ xinh như thế này, cái màu còn rất là đẹp mấy chị. Cái màu còn rất là tươi luôn nè ha. Hiệu nè. Gốc sẽ có hơi đậm đậm xíu xíu thôi. Nè, em thấy đậm gốc ha. Đây là còn rất là đẹp luôn. Ở đây là cái chỗ này lắm chị, là cái gỗ nè, nó xoay xoay được vậy ha, là gỗ. Ồ nó còn sáng trưng cái khoen này. Đây khóa này mấy chị, khóa rời giùm em ha. À cái bản dây này là dây lai mấy chị, khác bản da ha, nhưng mà cái màu thì rất là đẹp luôn, vậy đều hết giùm em ha. Rồi rất là sáng luôn. Dây sẽ có tăng giảm, khóa là cái khóa rời. À túi điện thoại mấy chị nè, size rất là gọn xinh, có một cái nút bấm nha bên trong. À bên trong sẽ có một cái nút bấm miệng nữa vậy. Bên trong lót vải hãng đẹp lắm, màu nâu vậy, lót vải hãng. Rồi da này mấy chị, ồ bên trong nó mới tinh luôn giùm em. Miếng test da tác hiệu vậy, da là dày cui luôn vậy. Khóa cũng là cái khóa hiệu này mấy chị, vàng ươm. Một ngăn sâu đến đáy là vải dù mấy chị, là vải hãng vậy mà. Chỗ đẹp lắm luôn mấy chị, xịn lắm. Một ngăn nữa vậy ha, rồi mấy ngăn nhỏ để thẻ. Em này nhỏ nhỏ xinh xinh nhờ bên trong đã lắm. Rồi có một cái nút bấm miệng. Đây nè mấy chị, coi cái fan, coi chỗ này có đẹp mà ha. Rồi mình gài lại miệng cái nữa, một thêm một cái nút bấm nữa vậy. Ồ cái da này, da dày cui luôn. Rồi ở đây em sẽ thấy nó có đậm da tí xíu nha mấy chị, không có vết dơ cụ thể. Mình nhìn ở dưới này thì cái màu nó sẽ vàng tươi hơn ở trên này xíu giùm em ha. Em này là còn tươi rối luôn ha, trầy phần không có luôn nha mấy chị. Nè không có bị một vết trầy trên da, còn da đã dữ lắm luôn, dày nhưng mà dần da cũng mềm lắm. Ô em này xinh lắm luôn, màu tươi thật là tươi giùm em, độ mới cao nha mấy chị, ở trong là không có vết dơ luôn. Cao 20, ngang miệng 24, ngang đáy 20, dày 3 phân. Em bán là 320, mã là 405. 320, mã là 405 ha. Màu này đều như vậy mấy chị, màu vàng ha. Rồi tiếp theo là một em rất ư là lạ lùng mấy chị. Da là da thật chị em ha. Dây là dây xích, nhưng mà dây xích này là dây xích lai. Được cái là nó sáng trưng luôn vậy, nó mới tinh luôn vậy. À cái dây này là mình đeo chéo nha mấy chị. Đây nè, rất là đẹp da vậy ha. Ở đây cái dây nè, coi nó đẹp nè mấy chị. Trời ơi, nó sáng trưng luôn vậy ha nè. Đây nè, còn rất là đẹp luôn. Chỗ này là nó vàng luôn vậy, mới dữ lắm. Cái dây này người ta đang tròn nó, coi nó đẹp. Nó muốn cái cọng dây này dữ lắm luôn ha. Em là cái kiểu nó lạ lắm mấy chị. Cái dây nó dài xuống vậy, màu sắc vậy ha. Ôi, da là đây, dạ vân mấy chị, nó láng mướt luôn vậy, màu sắc. Tông thì tối nha ha. Vơm ngang vậy, trời ơi, nó mới dữ lắm giùm em ha. Có cái là dây lai, không phải là dây riêng thôi. Ở bên trong là sẽ có hai cái nút bấm miệng. Mình mở miệng túi ra thì phải mở cọng dây này nha mấy chị. Cái dây này nó dài vậy nha ha. Rồi, nó đẹp, đặc biệt cái chỗ cọng dây này ha. Nhưng mà nó, em thấy là nó sẽ hơi bị dài vậy ha. Rồi bên trong, bên trong là lót vải mấy chị, sạch trơn như vậy. Có một ngăn khóa, bên này là hai ngăn nữa vậy ha. Có một khóa, sau đến đáy là vải mấy chị, sạch bóng luôn vậy ha. Ở đây này, mình rồi bên này mình muốn lượt hết như vậy ha. Rồi có hai cái nút bấm. Em này cái bên trong nó rộng rãi mấy chị.
đây cái chiều ngang nó cũng to nha, rồi đẹp đặc biệt lắm anh chị. Em này nó lạ lắm luôn ha. Rồi kiểu nó sẽ như thế này, đeo chéo nha mấy anh chị. Da rất từng kiểu da như mới dùm em ha, sử dụng như mới, độc lạ luôn mấy anh chị, độc lạ Bình Dương luôn á. Cao 17, ngang 29, em bán 208, mã là 058, 208, mã là 058. Cái màu nó lại đẹp dữ lắm luôn, màu sắc như thế này nhưng mà nó tối màu mấy chị, nhìn nó rất là hay ha, không có bị sến. Rồi em này là cái màu nó là nó có cái ánh trắng, ánh vàng mấy chị nè, nó rất là bóng sáng nè ha. Ở đây cái dây này là mình đeo vai thôi, dây là dây xích. Ở đây là luồn cái da này mấy chị, cái dây thì cái da nó sẽ không có sáng nè, mình thấy là nó sẽ có đậm đậm như vậy ha. Cái dây xích thì lại đẹp lắm, mình không thích có thể là cắt bỏ cọng dây nè, cái dây xích lại còn vàng ươm và mới tinh dùm em ha, không cứu còn đẹp dữ lắm mấy chị. Một khóa phụ này ha, ở đây là mình thấy là có hơi đậm một vết chỗ này dùm em, cái này là giống như bị trầy mấy chị. À em này là mình có thể mở cái dây kéo này ra mình rộng cái phần đáy túi ha, nó sẽ láng hết dùm em nè mấy chị, nó sẽ có cái vân vân ánh ánh như vậy ha, đẹp lắm, nó sáng cái túi dữ lắm ha. Nhưng mà có cái dây là đeo là không có đẹp, cái dây đeo, cái dây có bị đen dùm em ha. Một đầu khóa chính nè, đây lắm chị, đầu khóa là khóa đồng bộ hết như vậy ha. Bên trong, bên trong là lót vải hãng, ở bên trong lại đẹp dữ lắm luôn, có một cái khóa nè ha, một khóa phụ, vải là cái vải dù mà nó đẹp, đây mấy chị, cái tông có đẹp vậy ha, nâu nâu ánh nhũ đẹp lắm, có tác hiệu luôn dùm em ha. Đây tác hiệu, cái này là cái da lộn mấy chị nè, ô đẹp lắm. Em này ở bên trong nó lại rất là mới luôn dùm em, một ngang hai ngang ha, sạch sẽ tươm tất nè, không có một vết dơ gì hết, giải là bóng lưỡng luôn, cái màu nâu tây đẹp lắm. Cái khóa này mình sẽ mở được cái đáy túi đây anh chị, nó rộng ra nhiều ha, cái này là cả 10 phân luôn á. Ô này rộng mênh mông vậy, ô này mình nhìn cái túi là nó còn sáng, thật là sáng luôn. Em này là chỉ bị duy nhất ngay chỗ này một vết dùm em thôi ha, ngoài ra là em thấy đẹp hết, vết đáy không bị gì hết nha ha. Một ngang phụ đây anh chị, nó ngắn thôi, nó qua đến bên này thôi ha, nè cũng là cái vải, trời ơi, cái vải lót gì mà nó mê. Ô, em này dễ thương, size là cái size gọn đó anh chị, size là cái size đẹp nè ha. Dòng da sẽ mềm, da thật 100% dùm em, da này, da mềm. Cao là 21 nha, 27, em bán là 250, mã là 705, 250, mã 705 ha, túi sáng trưng rồi anh chị, em qua mẫu. Một em nhỏ nhỏ xinh xinh hàng Nhật mấy chị, đỏ phối ha, đỏ này là đỏ sẫm, đỏ phối, ở dưới này là dòng da khắc ha, đen, vàng như vậy. Size là mình chỉ xách tay có một nút bấm miệng thôi, size rất là cưng, nhỏ gọn, dòng da là đẹp cực kỳ luôn, dòng da hàng Nhật mấy chị, có bị trầy trầy đây ha. Rồi gót này mấy chị, nó cũng có bị đậm đậm gót ha, ở trên màu đỏ này thì còn rất là đẹp nè, dây qua là đều hết dùm em, dây này nó mảnh mảnh thôi, xách tay thôi mấy chị, rất là cưng như vậy ha. Size là size nhỏ xinh như vậy, bên trong một cái nút bấm miệng thôi, ở đây nó sẽ có rút mấy chị, rút kiểu thôi nhưng mà mình không có buông ra được nha ha. Bên trong, bên trong là lót vải mấy chị nè, lót vải màu đen sạch bóng luôn vậy ha, chỉ có một ngăn vậy thôi, không có ngăn khóa nào hết ha, một cái nút bấm sáng trưng luôn vậy. Rồi túi rất là nhẹ luôn vậy, ở dưới này mình cầm chỗ này thì nó sẽ dày lắm, ở trên này cái dòng da nó mỏng hơn. Rồi phơm là cái phơm mỏng bên trong rộng mấy chị, phơm là phơm mỏng thôi ha. Rồi nhẹ tiều tiều luôn, hàng Nhật kìm em. Cao là 22, ngang miệng 15, ngang đáy 27, em bán là 220, mã là 05, 220, mã là 05 mấy anh chị, em qua mẫu. Một em da đen, phối nâu đậm và nâu nhạt, da thì sẽ bóng lưỡng như vậy, từng miếng da đang lại mấy anh chị. Ở đây cái dây của em này, cái da chỗ này nó lại có bị nhăn nhăn da như thế này ha. Ở đây mình rờ nó sẽ hơi nhám tay, không đẹp cái phần dây quai. Con cái là cái độ bóng nó cao, nó bóng lưỡng luôn vậy ha. Da này, đây cái mặt dưới thì láng o luôn. Ở đây này, mình thấy là nó sẽ có răng răng da vậy ha. Ở dưới này thì lại rất là đẹp, mình rờ nó sẽ mướt rượt luôn. Đây, da chỗ này cũng vậy nè, nó dày cua luôn, mướt rượt luôn. Góc viền không bị gì hết nè, đáy túi bốn đinh, cũng thẳng da vậy ha, bóng lưỡng à mấy anh chị. Ở đây là thân túi là đẹp hết dùm em ha, một ngăn phá phụ, bị xấu ở đây cái dây này mấy chị, dây này là bản dây 2,5 nè, đây nó nè, mình có những cái nhăn nhăn vậy ha. Bên trong là sẽ có 3 ngăn, một ngăn phá giữa. Bên trong là lót vải sạch trơn dùm em, một ngăn chính như vậy ha. Không có ngăn phụ, ngăn này là cái ngăn khóa chính nè, đầu khóa là cái bản da nó bóng lưỡng luôn. Một ngăn nữa, ở đây là có một ngăn, hai ngăn nhỏ, lót vải sạch bóng luôn mấy chị. Ở bên này là có một ngăn khóa, một ngăn khóa nhỏ vậy ha, vải màu đen. Rồi ba ngăn bên trong láng o sạch sẽ hết,
thêm một ngăn phụ, cái da mình nhìn thấy nó chỉ còn bóng rồi ha, và một ngăn khóa nữa. Sau đến đáy rồi mẹ, ô vải thì nó sạch dữ lắm đó chị, em này chỉ bị duy nhất là cái phần dây quai thôi nè, nó sẽ có nhăn nhăn da, răng răng da thôi ha, ngoài ra là nó đẹp hết luôn mấy chị, trong ngoài đều đẹp hết luôn. Cái size cũng là cái size gọn đẹp, cao là 23 ngang 30, dày 12, em bán 300, mã là 05A, 300 mã là 05A. Rồi mức rượt mấy chị bóng lưỡng hơn vậy ha. Một em hàng Pháp dùm em, phơm du lịch gọn thôi mấy chị, da dập vân xấu ha, khuy khóa của em này là ổ nó đỉnh luôn nè mấy chị, coi này nó vàng đẹp như vậy ha, hiệu nè mấy chị, dress của Pháp ha. Bản dây này là mình xách tay có thể đeo vai ngắn thôi mấy anh chị. Ồ da đẹp dữ lắm luôn. 2,5 phân bản dây dùm em, da là sẽ mướt rượt luôn vậy. Cái màu của em này mấy chị, ở dưới đáy túi nó sẽ đậm nhạt dần lên trên vậy ha. Ở trên phần những túi da nó sẽ nhạt dần. Cái kiểu thôi mấy anh chị, không phải là bị lỗi da nha ha. Da đẹp dữ lắm. Nè gót nè, thấy có bị ha, mất bóng cái gót một tí xíu thôi ha. Rồi một mặt, hai mặt, ồ cái này mấy chị có cái logo hiệu của nó vàng vậy ha. Em này là còn rất là mới giùm em, ở bên ngoài sẽ không có bị trầy phần, không bị gì hết trơn. Dòng da thì nó sẽ là dòng da mềm ha. Hai đầu khóa là nhìn theo coi nè, nó mới ten vậy. Đây nè, vàng ươm luôn mấy anh chị. Mới dữ lắm em này nha ha. Một đầu khóa ha. Bên trong là lót vải mấy anh chị, lót vải màu vàng coi nó đẹp vậy nè ha. Ồ đẹp lắm, vàng hột gà, một ngang hai ngang, viền là viền da vậy. Một khóa, trời ơi coi cái khóa này mấy chị coi nó vàng ươm, nó mới kèm khoai cà ca. Ở bên trong em này nó mới dữ lắm luôn. Rồi một ngang, à đây mấy chị hiểu nó vậy ha. Em này cái túi nó nhẹ dữ lắm, và bên trong là sạch bóng giùm em luôn vậy ha. Rồi cái này là cách bút bộ đầu được mấy chị, gọn gọn phơm cho nó. Hai đầu khóa, đây là có một ngang nữa nè, có một cái nút lót này mấy chị coi đẹp vậy nè ha. Sau đến đáy giùm em, có một cái nút bấm vàng ươm luôn. À, ở bên này cũng có một ngăn không có nút, mấy chị không có nút bấm, nó sạch bóng luôn. Em này nó xịn da dữ lắm giùm em ha. Túi rất là nhẹ mấy chị, du lịch gọn thôi ha. Rồi 3-4 bộ đồ thôi. Đồ mới cao giùm em, cao là 23 ngang 32, dày 10.5. Em bán là 350, mã là 05N, 350 mã là 05N ha. Và rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú chị đã theo dõi. Em xin cảm ơn và em xin chào.